Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà của anh Ti Trần Lùng. Thì hôm nay đến đây thì bất ngờ thì thấy cái nhà của bên hông, mọi người bên hông của anh Tiên hôm nay mở cửa nha. Không biết như thế nào thì để coi vô hỏi như thế nào nha. Chào anh Tiên nha. Hay làm gì bên nhà này với anh Tiên? Hả? À, hôm giờ là anh em quay ở đây đó là chưa biết là cái nhà bên hông này là của ai vậy? Anh. Ông anh hả? Ừ. Ông anh của anh thứ mấy? Là nay kêu anh mở cửa là làm gì? Ông anh ta không mấy. Mấy ông thợ mở giùm hả? À. Rồi mà anh của anh là kêu mở cửa ra làm gì? Ồ, quét dọn là chuẩn bị ăn Tết ha. À, tại chà. Lâu rồi bỏ rồi. Mọi người cánh này ra luôn anh Tiên cho nó chống nhà cho nó có không khí vô. Nè mở ra cho sáng rồi vợ dễ dễ nè. Ồ. Hôm nay là chị Quyền đang dọn dẹp phía trong nha. Em dâu vô dọn dẹp nhà. Trời ơi, em dâu dọn giùm hết chị Quyền. Anh điện về hay sao? Anh điện về nó dọn giùm. Dọn giùm là vài bữa nó về ăn Tết ha. Trời ơi. Nhà này kỳ rồi là có bối vô mà thâm á cả nhà. Nhà này là cũng anh ruột của anh Tiên nha cả nhà. Anh thấy mấy vậy anh Tiên? Thứ tư. Anh thứ tư ha, này có chị Quyền vô quét dọn giùm nè. Trời ơi. Lâu quá ngay bụi quá mọi người. Là ảnh đi ảnh đi làm xa hả chị Quyền? Làm xa. Làm ở đâu vậy anh? Làm ở Bình Dương nha mọi người. Bình Dương. Đó, rồi chuẩn bị về ăn Tết nên kêu chị Quyền lên quét dọn chút giùm. Lâu quá quá bụi à. Ảnh đi lâu chưa chị Quyền? Vậy là có làm chung với mẹ chồng không? Có. Ừ. Ê, dẫn nhỏ ra bụi, bụi con. Quét. Quét vô vô mặt con không á? Chị quét vô góc bên này chị Quyền. Ừ. Là chị Quyền với quét dọn nhà cho anh chồng. Chuẩn bị về ăn Tết mấy ngày nữa chứ về chị Quyền. Từng nữa anh mới về hả? Mới ủa 5 ngày nữa tới Tết điện từng nữa rồi ăn Tết. Rồi. Thôi rồi. Lâu quá bụi ha. Trong ở trước nhà cũng thấy chi có mà bên trong thì cũng không có gì đâu nha, cũng tường với bắp tôn giống như nhà anh Tiên mà đỡ hơn cái là ở phía trên là xài tôn xi măng thì nó mát hơn nhà Tiên xíu. Tôn xi măng nhưng mà mát hơn nhà Tiên xíu. Thì cũng đi làm xa rồi cái năm về một hai lần rồi mọi người. Đi làm xa mà tới dịp Tết đồ nó mới về. Kiểm tra chị Quyền. Có mắc gì không? Ừ. Không. Nó có gì đâu mà lấy. Chị Quyền thì trời mưa lớn quá đây có mối vô. Chị Quyền thì dọn dẹp bên trong còn anh Tiên ở ngoài giữ con nha. Đó. Ngoài giữ con nè. Ngày nào cũng đưa con vậy đó. Này mấy anh thợ đang gắn ở phía trước không mọi người. Nó quét. Tưởng đâu mẹ nay của anh Tiên về chứ ha. Nhà anh rồi nhà mẹ mẹ em. Anh Tiên là sáng sớm phải giữ con và đưa con. Xong rồi quét. Quét rồi có lao không? Hả? Đuổi không à? Đuổi không. Ổn nay không được không? Thì buổi sáng này đang gáp mà. À gáp thôi ổn rồi. Rồi hồi có bứng mai không anh Tiên? Hả? Có bứng mai không? Dạ để anh về. Để luôn đi. À, không chán xi măng hả? Chưa. Dạ nói anh đừng có cho mai, tại vì anh đang may mắn mà anh hết may mắn. Dạ có suy nghĩ lại kỹ lại không? Còn đó, may mắn nó còn đó. Ý là hỏi là có bứng mấy cây mai không kìa. Tao nói cho được hai cây cây nhỏ hồi nãy đó. Ừ tao nói. Đừng có cho hết nha. Tao nói vậy đang may mắn nè, bứng hết là coi chừng mất may mắn đó. Hậu hứng nói cho hết. Rồi sẵn này nói nó thông báo lại đi. Thông báo bà con có bác á, may mắn á, để giành lại á. Đổi ý nghĩ cho nha.
Vậy là anh nghỉ cho ha. Bởi khán giả nói anh đang may mắn mà anh cho mai hết là anh hết may mắn đó. Rồi mấy cây mai bứng rồi đem đâu rồi? Ví dụ như mà có cho thì cho 1 cây 2 cây thôi. Hai cây đó, cho hai cây ha. Nó trắng rồi đó chứ. Ừ. Cho ai rồi? Cho anh cháu bên Duẩn. Cho ha. Đi được. Cho hết là mất may mắn đó. Hôm nay sáng sớm ai có thổ nói làm ở nhà sau không? Không được, tại làm ở nhà trước đi. Tại mà chết trước đi. Để nhà sau còn mềm cái nào còn mềm thế. Không mềm. Vậy là bên ai là thợ gắn cái dàn trước ha, rồi lọc tôn luôn không? Lọc tôn luôn. Vừa quá. Cái này là tôn cho xong để thôi mưa. Anh Tiên là chuẩn bị ăn Tết lớn nha mọi người. Nay là xong luôn. Nay là anh Tiên là quét nhà cho anh Tư hả anh Tiên? Anh thứ tư là chuẩn bị về ăn Tết lớn với anh Tiên, và cũng như là chuẩn bị ăn đám cưới của anh Tiên luôn. Anh thứ tư ha, chuyện qua anh thứ tư thấy anh đã mặc đồ cưới chưa? Chưa biết nữa. Chưa biết ha. Rồi vàng cất kỹ em nghe. Vàng dạ. Vàng chuyện qua mua ngoài chợ trả rồi phải không? Trả rồi. Ừ. Chuyện qua anh ta cũng nói trong clip đó mọi người là clip anh Tiên là diễn hài chơi vui thôi nghe. Chơi vui thôi á. À, chứ là vàng đâu mà mua kiểu đó. Vàng đâu mà mua cá tô. Dạ đồ không có tiền đủ sống nữa. Nhiêu đó là ngoài chợ sống cũng có mấy trăm ngàn đó. Ở đây là anh Tiên nói với các anh bẩm bảy. Anh khán giả. Anh Tiên. Dạ dạ thôi á, không phải vàng thiệt thật á. Dạ mua 200 ngàn thôi. 200 ngàn à. Lượng làm 200 ngàn chứ không phải là 200 củ. 200 củ là không được á. Cả nhà thấy anh Tiên thấy không? Ngồi cháu ngoẩy ha. Vợ thì lau nhà bên trong. Đó, giờ là dắt xong về là tới dắt xong ấy rồi. Rồi. Rồi là chuẩn bị ăn tiệc lớn ha. Lau một chút nó đóng rồi, đóng cửa. Đó. Lau rồi mới đóng cửa lại ha. Tại nó sợ bụi vô. Ủi vô. Giờ là nhà của anh Tiên ngon lành hơn nhà anh Tư đó. Nhà anh Tư giờ đâu có tivi. Không. Giờ nhà anh Tư thì được cái là bự hơn. Không bự, cũng xi măng, tôn xi măng nó mát hơn chút thôi. Bự hơn thì nghe. Chứ giờ nhà anh Tiên là đầy đủ. Đầy đủ. Về đợt này là anh Tư là thấy nhà anh Tiên là hết hồn. Thấy nhà em bật ra, lé mắt luôn. Nói sao anh Lùng làm ăn phát đạt quá. Phải lì xì cho em. Lì xì cho anh mới được. Em. Em hả? Anh thứ mấy? Anh thứ tư. Anh nè, anh Tiên á. Thứ sáu. Thứ sáu thì nhỏ hơn chứ. Thì anh nhỏ hơn người ta thì chưa. Ta kiểu em hỏi lì xì cho em. Em ơi, lì xì cho anh Tư chút ít ăn Tết. Hay là mẹ của anh Tiên cũng về chung với anh Tư luôn hay chà, vậy? Chà, rồi mẹ có kêu dọn dẹp giùm không? Chưa. Chưa ha. Chìa khóa vô đâu. Chưa có chìa khóa hả? Trời ơi, phải mở cửa dọn dẹp luôn cho mẹ là hay luôn. Tại chị là mẹ anh năm nay là 6 mấy hả? 70. Trời ơi, còn nghiệp vậy. 70 tuổi mà còn giờ này còn đi làm xa mọi người. Làm ở Bình Dương ha. Vì chén cơm anh áo mà phải tha phương cầu thịt. Chúng ăn đâu ai muốn vậy hả anh đi. Đâu ai muốn bỏ quê mà đi. Bỏ quê mà đi. Nhớ mẹ không anh đi? Nhớ, phải nhớ. Mẹ già như chuối chín cây. Mẹ phải sanh ra mình. Bữa nay mẹ về có lì xì cho mẹ ăn Tết không? Có. Mẹ ơi, lì xì cho năm xì. Năm xì á. Ông sĩ là anh Tiên nào giờ là cho là lớn nhất trong im luôn đó, ngày xưa giờ là chưa có cho tiền mẹ phải không? Hôm nay mẹ về đi, con cho mẹ 5 sĩ. Đó giờ anh có cầm tiền mà cho ai 5 sĩ chưa? Không. Không luôn, thì giờ cho mẹ là uy tín luôn ha. Mẹ tính luôn. Rồi tới Tết đông ta rồi vợ chồng con cái rồi có đi mua quần áo mới gì để đón Tết chưa? Chưa. Anh Tiên nói là vợ có rồi, con vợ có rồi. Có rồi. Chỉ có anh Chàng Lùng là chưa có. Anh Chàng Lùng chưa có. Có hai bộ của người yêu cũ mặc đi mặc lại hoài. Nói hoài người yêu cũ quên nói vợ quýnh nè. Vậy chết rồi. Không, vợ có nhớ vào tay chưa? Quên có vợ là không có nhắc ha. Anh Tiên ơi, có vợ là không có nhắc nha. Có vợ ở đây nó nhắc. Ừ. Con gà mới nhắc nha. Không có vợ ở đây nhắc được. Ừ. Không có vợ là mộng kiều kiều mà. Cái gì dài dài
xong rồi đó. Này mở cửa nhìn thấy khang trang của mọi người. Là lâu lắm rồi mới về hả anh Ti? Mấy nay mấy tháng rồi? Hơn năm, hai năm. Có khi hai năm luôn hả? Ừ, ba, bốn năm. Dữ vậy trời. Tại vì nói chuyện gục vô dở ngoài trời. Hả? À? Buồn ngủ. Để đất giờ lần nào gặp cũng buồn ngủ. Coi như bữa nay mua sinh đi, ngày nào cũng buồn ngủ là mốt là mua sinh mà cũng gục đó. Tại đang nói chuyện với Thải làm ở nhà trước. Nói giả nói anh Tiên chắc giờ này làm biếng đi mua sinh rồi, có tiền rồi đâu cần đi nữa. Ở nhà có, tại không có hưởng đâu. Phải không? Không. Tôi đi mua sinh hơn hả? À? Thích đi mua sinh hơn hết ở nhà ha. Quay. Tiền nhiêu ăn không hết hả, phải không? Không. Đúng rồi, tiền nhiêu ăn cũng hết chứ. À, thầy có hay con. Tiền thầy ơi. Có con còn nhỏ nữa. Đó, anh Tiên nói là tiền cô chú cho thì anh Tiên cất giữ để nuôi con. Còn tiền ăn uống thì để mua sinh ha. Tục quay cho chắc phở rồi. Thầy mình đang còn đi được. Hôm nay mình cũng mới nhận thêm một cái bình luận của một anh này ở đâu mình không gần không. Nhưng mà nói sao? Anh nói gì nè. Nó là làm gì quen lục hoài à. Nó đây là giống như là cô bác Mạnh Thần Quân nó là yêu cầu á là cập nhật phải rồi. Đây nhà cửa của anh Tiên làm tới đâu rồi cho Mạnh Thần Quân ta thấy ta biết đang mừng. Tại vì có thiếu đủ gì á cô bác á như là thiếu một hai bao xi măng ta cho thêm. Dạ. Này đâu phải là mình lại mình quay. Không quay là anh lụng thất nghiệp đó. Mạnh Quân thấy thôi. Không quay là anh lụng thất nghiệp đó, anh lụng không có nhà đâu. Ê, ngày thường anh Lùng cũng mua sinh mà đâu có nhà đâu. Yeah. Rồi cô chú người ta thương người ta cho. Rồi mới cập nhật cho người ta chứ. Nè, giờ chị Quyền là đóng cửa lại đó nha. Xong rồi đó. Lại bắt phá chưa? Rồi ok. Hồi nãy mấy cha Dũng mở đập vỏ đó. Đập gà mới được. Đập gà. Hồi nãy búa. Xong rồi phá lại ha. Vậy để gì có hư cũng phá không trời? Hả? À, không. Nói giờ quét dọn xong rồi giờ chỉ về là ngủ thôi. Đi cả năm chợ mới về một lần rồi hết. Hai năm, ba năm vậy đó. Tức là chắc là làm ăn cũng khó khăn, không có được con vui gì vậy á. Dạ. Anh Tư này có gia đình không? Có hai đứa con. Rồi nghe cũng đi theo luôn hả vậy? Một đứa có chồng rồi. À, có cháu rồi. Lớn tuổi rồi. Mười mấy tuổi rồi, 18, 19. Vậy sao anh Tiên nhỏ xíu vậy trời? Hả? Con người ta có chồng, con anh nhỏ xíu vậy? Tiên cũng thấy lớn luôn. Anh có lớn luôn. Rồi anh có chồng có nhà. Lớn ở chỗ nào đó chứ anh Tiên mà không có lớn. À, có lớn, hết lớn rồi. Lớn rồi đó. Vậy là ở phía sau nhà là chưa có chán xi măng hả anh Tiên? Chưa. Cũng vẫn còn y nguyên ha? À, nguyên. Hồi nãy Thậu nói với lại lắp cặp này ta làm nhà đợi cho nó luôn. Mềm cứng lại mới được làm chiếc nhà đi hãy mà trời là ngon lành mát mẻ thì có thể là hôm nay đất lót gạch luôn được. Lực quá không chịu cái quạt á. Lực quá cái quạt mát. Mát đây hả? Ừ. Ô điện dài chuyển qua là của ai? Mỹ rồi. Mấy hàng rồi kìa. Mấy hàng cũng thợ. Mấy điện Kim Anh lấy đi. À, của Kim Anh ha. Thay điện dưỡng á dưỡng nó ồi đúng đời vậy. Giờ này mấy ông anh kia thì đi ăn xuống anh Chanh Tràng Lùng rồi. Chanh Tràng Lùng mà. Với anh Khoa Tràng Lùng. Mà nay có lại nữa nữa. Có lại 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 xuống dưới Phát Hòa. Phát Hòa. Ở dưới là bắt đầu có niềm vui rồi đó. Đường đây thôi. Không. Có niềm vui mấy anh. Ở đây thì chưa. Ở đây rồi đợi cái có cái tiệc gì mới được. Đây phải cập nhật hoài mới có tiền. Niềm vui mà. Có niềm vui nha. Tiền. Nói tiền cái khán giả hiểu lầm mà anh Tiên tội nghiệp lắm. Ai cho anh Tiên nhận Tiên cũng xin à. Chừng nào đi mưu sinh mới tính. Tính. Cảm ơn ngứa nghề cho anh đi. Mứa rồi. Giờ sắp tóc rồi. Ngứa lâu chưa hả? Giờ sắp tóc. Ngứa quá như rồi nhớ. Nhớ nghề đó. Tại vì hổm nữa cũng mấy anh kia thì cũng nhờ cái lọc của anh Tiên á. Đi quay anh Tiên rồi xong rồi đi trên đường gặp cũng giống anh Tiên người ta thương. Là hai người kia là nhà lọc của anh Tiên đó. Anh Vĩnh Trà, em ở Vĩnh Châu. Vĩnh Châu luôn, y gan anh luôn đó. Y gan. Ừ. Nhỏ mạnh hơn cái chân mạnh hơn. Nhưng mà anh đó thua bản, thua bản. Anh đó đi là... Em bản chân mạnh hơn. Mạnh hơn, đi làm hồ được. Ông nào cũng mạnh hơn. Hai đó, mạnh hơn.
tiên là hai cái chân của anh là yếu nhất luôn á mọi người. Hai cái chân lùn ở bên Vĩnh Châu là sức khỏe khỏe hơn anh tiên nhiều. Anh kia là người ta đạp cái xe đạp 150 cây số luôn đó, không có mướn sơm luôn đó. Đạp mà chở ra người ta lượm dây chai đó. Còn anh kia thì đi làm hồ. Tới đâu hết mình trái rồi. Mình lấy cái quạt rồi tới rồi. Con chi quạt. Tiên giờ nực quá, vợ lấy ô điện quạt gió nè. Ô ô mũi. Mũi bằng con gà luôn. Trời mát. Rồi quay không được, nghe không được. Không có. Nghe ồn ào. Ào ào nó. Đù. Đù. Nghe chưa, như, đúng là cuộc sống của anh tiên mà như tiên mà. Giờ đã khác xưa. Đó. Đó. Ừ, chưa nữa em, tất nữa em. Chưa nữa em nữa kìa. Quá ha. Nó quạt rồi, mát chưa? Mát rồi. Nghe chồng mặc đồ đẹp vậy, bà con có khen rồi nè. Số 1 luôn ha. Không có số 2 đâu. Khen anh hay là khen chị Quyền? Hai người luôn. Quá dữ rồi. Quá đẹp luôn phải không? Quá đẹp. Có coi không? Coi rồi, coi TV đó. Đẹp không chị Quyền, thấy đẹp không? Đẹp. Đó là chỉ có mới trang điểm sơ sơ thôi đó nha. Ai cũng khen hết trơn á. Chị đầu tiên, tôi dành tao. Tôi dành tao không cái. Sáng nói mà chị Quyền mà chịu mà lại tiệm mà make up á, đàng hoàng như cô dâu bình thường nha, là xuất sắc luôn. Xuất sắc số 1, nhìn hông ga luôn. Hồi qua vậy thôi mà ngán qua gung rồi. Hồi thanh niên á, dạ con mặt kỳ vậy nó không gặp giả thiệt. Phải à? À không gặp cái cửa đâu ha. Mà không cửa vô đâu, thiệt. Thiệt, không có cửa vô luôn. Con tiên không có nói gì chị Quyền, không có cửa đâu nha. Không có cửa. Đó, thấy chưa, mời khách lên này, khách lại gần 2 tiếng đồng hồ mới lấy ghế ngồi đó nha. Đừng mỏi chân á. Cũng thông cảm cho. Nó vui nha mọi người, này gì đó giỡn nha.